Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel Rockbetter và mình là Barber đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về ủ ạt nha anh em. Có rất nhiều anh em ở cái server mới mà mình đang chơi đây hỏi là tại sao bạn có nạp hay không? Tại sao anh có nạp hay không mà anh mạnh vậy? Thì mình cũng nói luôn là mình chưa có nạp 1.000 nào vào trong cái server này nha anh em. Thì như anh em cũng thấy ở đây có cái đầu mina nó vẫn còn nguyên nha anh em. Để giải thích cho một số anh em chưa mới hiểu là ủ ạt là gì. Ủ ạt là một cái hình thức mà mình sẽ chơi ở một cái server cũ tầm 5-7 ngày gì đó, rồi mình sẽ bay qua một cái server mới mới mở hoàn toàn luôn và mình chơi như bình thường. Thì mình sẽ lợi thế hơn người ta trong cái quá trình mà mình chơi trước người ta mấy ngày đó, thì mình sẽ tích red rồi tích tăng tốc này nọ và qua server mới thì mình bung ra thì mình sẽ mạnh lên thôi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào video, mình sẽ hướng dẫn anh em từ A đến Z luôn nha anh em. Ok, để cái bước đầu tiên mà anh em ủ ạt thì anh em phải tạo ạt thôi. Thì trước khi tạo ạt thì anh em làm một cái bước này cho mình, rồi sau cái bước này thì mình giải thích thì tại sao anh em phải làm cái bước này nha anh em. Thì anh em sẽ zoom nhỏ bản đồ lại, anh bấm vào cái quả địa cầu. Sau anh em bấm vào cái mùa chuẩn bị này, ở đây nó có những cái mùa thì anh em đừng có quan tâm tới mùa 1, mùa 2, mùa 3, anh em bấm vào cái mùa chuẩn bị. Anh em tìm một cái vương quốc nào đó mà nó dưới 60 ngày tuổi nha anh em. Và anh em sẽ tạo cái hạt mà anh em cần ủ ở cái vương quốc đó. Ok, thì bây giờ mình tìm được cái server nó 55 ngày tuổi nha anh em. Server có cái tên là Vương quốc Lê Du. Nó mở được 55 ngày và cái server là 2828 cho nó dễ nhớ luôn anh em. Ok, sau khi mình đã chọn được cái server mà mình muốn ủ rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là tạo ạc nha anh em. Thì tạo ạc thì anh em biết rồi đúng không? Vào cài đặt xong rồi quản lý nhân vật nè, anh em vào tạo vào nhân vật nè. Anh em sẽ kéo xuống cái vương quốc 2828. 28 đây. Qua rồi anh em. 24, 26, 27. Ai 28 lưu đây. Và anh em tạo ạc thôi. Ok, thì bắt đầu là mình chọn nền văn minh để bắt đầu nha anh em. Thì hiện tại thì game nó đã cập nhật được cái nền văn minh thứ 13, đó là nền văn minh Ai Cập. Và mình cũng luôn luôn khuyên anh em, nếu anh em mới chơi hay là anh em ủ ạt thì mình vẫn khuyên anh em là chọn cái nền văn minh Trung Quốc nha anh em. Tại vì cái nền văn minh Trung Quốc này nó sẽ cho anh em 5% tốc độ xây dựng nhà. Đó, 5% tốc độ xây dựng nhà ở đầu game nó rất quan trọng nha anh em. Ok, mình sẽ chọn là Trung Quốc. From a barren Và mình sẽ nét land, qua engulfed in the cái đoạn giới flames thiệu of war. và cái giai đoạn tân thủ này nha anh em. Ok, thì vừa rồi mình đã làm qua những thao tác của tân thủ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em tại sao là mình phải chọn một kingdom dưới 60 ngày nha anh em. Đây là cái lý do mà mình bảo anh em là phải ủ ạt ở một cái server nó dưới 60 ngày tuổi nha anh em. Cái hiện tại cái game nó update lại thì cái nhập cư cho người mới này nó đã làm lại rồi nha anh em. Nhập cư cho người mới nè, di chuyển thành phố đến vị trí tùy chọn ở một trong các tỉnh ngoài cùng của một vương quốc non trẻ khác, có nghĩa là để cho anh em di cư qua cái vương quốc, qua cái server mới đó. Vật phẩm nhập cư cho tân thủ không được sử dụng sẽ bị xóa đi khi tòa thị chính đạt cấp 8. Đó, anh em nâng gì nâng không cần biết, trong cái nhà anh em nâng muốn nâng gì nâng, nhưng mà cái nhà chính anh em nâng tới level 7 là anh em dừng, không được nâng lên level 8. Nếu anh em nâng lên level 8 á, thì cái di cư cho người mới này nó sẽ bị mất và anh em sẽ không có bay về được cái server mới, và cái kế hoạch ủ ạt của anh em nó sẽ tan thành mây khói. Như hồi xưa anh em ủ ạt đúng không, thì anh em sẽ tạo ạt ủ ở những cái server anh em đang chơi luôn. Anh em sẽ đem ạt chính anh em về và anh em sẽ boost cho cái ạt ủ anh em lên, giống như là anh em sẽ kéo pháo đài, kéo măng rợ nào này nọ, nói chung là cái ạt ủ anh em nó còn yếu đúng không. Anh em sẽ lấy cái ạt chính anh em boost cho nó. Một số anh em sẽ chọn những cái server mà thắng KVK anh em ủ, thì anh em sẽ có trọc vàng, có tăng tốc, có speed, có game nào này kia, lọ chai rất là nhiều. Ở tháng 8 2022 thì những cái đó không còn được áp dụng nữa nha anh em. Và anh em ủ ạt thì anh em phải ủ trước cái KVK 1, anh em đọc ở đây nè, hoặc khi mùa 1, có nghĩa là mùa 1 là KVK 1. Bây giờ KVK 1 bây giờ nó chỉ còn có 4 vương quốc thôi, nên là KVK 1 nó vào rất là sớm, nên là anh em ủ ạt nó hơi cực chút xíu, là anh em phải canh cái ngày mà vương quốc nó chuẩn bị bắt đầu vào cái rìa KVK 1 á, thì anh em phải bay đi. Tại vì bây giờ K1 nó đánh chỉ còn có 4 vương quốc thôi, nên cái thời gian mà nó vào K1 nó rất là sớm, nó rất là nhanh.
Nên là anh em nhớ lưu ý, anh em phải ủ trước 60 ngày nha. Còn không nữa là anh em cứ tạo ạt như bình thường, nó đẩy anh em ở một cái server mới nào đó, rồi anh em chơi. Anh em chơi như bình thường, anh em nâng nhà chính lên level 7 thôi. Rồi anh em để đó, anh em cứ chơi ủ tà thôi. Anh em chạy xương, chạy đồ này nọ, rồi anh em đợi server mới ra thì anh em bay qua thôi. Cái cách ủ như vậy thì nó có ưu nhược điểm. Ưu điểm là anh em không cần tính toán thời gian gì hết. Anh em cứ vào game chơi bình thường, nâng lên level 7, canh cái dịch chuyển này nè. Đó, canh cái dịch chuyển này, đừng có để nó lố qua 10 ngày. Tới ngày thứ 8, thứ 9 thì mình bay đi, thì ok thôi. Cái đó là cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm là anh em ủ ở những cái server mới như vậy thì anh em sẽ rất là dễ bị phá nha anh em. Tại vì nếu mà anh em ủ tầm khoảng 5 đến 7 ngày thì cái kingdom đa phần là nó cũng đã chiếm được mấy cái bệ đèo rồi. Nên là cái khả năng mà nó phá cái ạ ủ của anh em rất là cao. Cái khiên của anh em thì nó chỉ giúp anh em được 3 đến 4 ngày đầu thôi. Nó nên là qua cái ngày thứ 5 thì chắc chắn là nó không có gì đảm bảo hết cho anh em. Mà nhất là những cái ạt mà có bao to mà ở level nhà vẫn ở level 7 nha, chắc chắn là sẽ bị phá. Mình không hiểu tại sao nhưng mà cái kiểu người ta như vậy đó, người ta phá vậy đó. Còn theo cái cách ủ như mình tính toán ngày này nọ thì nó hơi cực chút xíu, nhưng mà đổi lại là anh em sẽ an toàn hơn. Tại vì đa phần cái kingdom nó đã mấy chục ngày tuổi rồi, nó cũng đã ổn định rồi. Cứ xin vào một cái liên minh cà lon nào đó đại đại anh em ủ. Đối với một cái ăn ủ và anh em sẽ xin vào và anh em cũng te le về lãnh thổ người ta. Anh em cũng thường xuyên online rồi cũng bam hép này nọ. Anh em nhiều khi anh em sẽ được hít rương pháo đài, hít rương nhiều khi nếu mà ngon thì được có những cái liên minh nó nạp rương này nọ. Thì anh em hít thì cũng khá là ok. Cái giai đoạn đầu nó rất là quan trọng. Tại vì nó còn trẻ sơ sinh mà anh em, nên là mấy cái đó là nó rất là bổ béo. Và anh em nhớ là anh em sẽ tích lại tất cả cái sabit trong túi này nha anh em. Cái sabit ở trong này anh em không được dùng nó bất cứ cái hình thức nào. Anh em nâng nhà lên, anh em nâng lên mà có người ta bam hép á thì tốt, còn nếu không có thì anh em cứ để tự nhiên cho lên được gì lên. Anh em trong vòng mấy ngày anh em ủ là tất cả cái nhà mà trong cua anh em ủ nó cũng lên level 7 hết thôi. Nên anh em phải hạn chế sử dụng cái tăng tốc này. Thứ hai nữa là cái tài nguyên này luôn, trong túi anh em không được dùng nha anh em. Tại vì khi bay á, khi mà anh em dịch chuyển qua server mới á, thì những cái tài nguyên mà nó vượt quá cái năng lực nhà kho á, ở ngoài cái túi này nè, ví dụ như nó yêu cầu anh em là mang được có 90k thôi, nhưng mà anh em có 99k thì bắt buộc anh em phải dead cái 9k đó đi thì anh em mới bay được nha anh em. Nên là anh em cứ đi farm rồi anh em nâng thôi, anh em đừng có sử dụng cái tài nguyên trong cái túi này anh em mở ra mà anh em nâng nha. Nhớ ủ ạt là hơn thua ở cái đó thôi. Và một cái nữa là nếu anh em ủ ạt ở những cái server mới á, thì bắt buộc anh em phải chạy xương, anh em phải phá những cái xương này đi, tại vì nó còn xương mù á thì anh em phải phá đi. Còn anh em ủ theo cái cách của mình á thì những cái server mà nó đã mở tầm từ 50 đến 60 ngày á thì cái xương này nó tất cả nó đã được mở khóa hết rồi nha anh em. Anh em chỉ cho nhặt và cho lính đi dò thám mấy cái hang thôi thì nó sẽ khỏe hơn nha anh em. Thì đây là cái ngày đầu mà anh em ủ ạt là nó như vậy. Những cái lưu ý mà mình cũng đã nói và những cái hạn chế và những cái cách thức thì mình đã hướng dẫn anh em kỹ càng rồi. Và sau đây thì anh em xem theo tiếp theo những cái ngày sau mà mình ủ ạt cho anh em. Và anh em ủ ạt thì anh em phải để ý cái dịch chuyển cho người mới này nha anh em. Coi nó còn khoảng 2-3 ngày vậy đó thì mình lo mình bay đi, đừng có để nó lố qua nha anh em. Và chắc trong cái video này nó có một số cái tiếng ồn anh em thông cảm nha. Tại vì hàng xóm mình đang xây dựng cái gì đó anh em, cắt cưa to quá. Và cái nữa là anh em để ý là cái bản đồ vương quốc này anh em, thì anh em không được sử dụng ở vương quốc cũ nha anh em. Anh em phải tích lại hết sau khi qua vương quốc mới anh em sử dụng. Ok, thì sau một số ngày mình đã ủ ạt, mình đã do thám xong các cái hang làng rồi anh em thấy ở đây thì mình đã do thám hết mấy cái hang, nó đã chuyển màu xanh rồi. Bình thường thì nó sẽ màu trắng, màu vàng vàng đó anh em. Mình đã do thám gần hết rồi, nhưng mà bắt buộc mình phải bay thôi, tại vì cái vương quốc mà mình muốn bay nó đã mở rồi nha anh em. Đó là 2889 anh em. Thì trong video hôm nay chắc chắn nó sẽ có một số cái tiếng ồn nha anh em, thông cảm nha. Tại vì do tiến độ của cái video thì bắt buộc mình phải làm thôi, chứ mà hàng xóm của mình họ đang xây dựng gì đó nó rất là ồn luôn nè, sát tường, mình chấp nhận thôi, mong anh em thông cảm.
mình trước khi bay thì mình sẽ làm qua một cái số công tác, đó là mình sẽ thoát cái liên minh nha anh em muốn bay được anh em phải thoát liên minh ra, và mình zoom nhỏ cái bản đồ lại, bấm vào quả địa cầu và mình sẽ tìm tới cái vương quốc mình muốn bay. Ở đây mình sẽ bấm nhập quốc và anh em sẽ tham khảo qua mấy cái điều kiện mà để mình bay nha anh em. Thì trước hết là cái nhà mình không được vượt quá level 8 này nọ. Rồi mình bấm dịch chuyển thì ở đây nó xuất hiện ra cái bảng là cái số tài nguyên ở ngoài túi của mình nó đã còn dư khá nhiều, mà muốn bay qua vương quốc mới thì anh em bắt buộc anh em phải xóa nó đi nha anh em. Ở đây mình sẽ bấm delete. Mình sẽ delete hết cái số tài nguyên thừa đi thì mình mới bay được. Đó là cái lý do tại sao mình khuyên anh em là nên đi farm và nâng thôi, đừng có mở cái tài nguyên trong túi, tại vì khi mình đi mình delete hết nó rất là phí. Mà qua vương quốc mới thì nó rất là cần nha anh em. Ok, mình sẽ du hí qua một cái hành trình mới. Ok, mình đã hạ cánh xuống vương quốc 2889 rồi anh em. Một hành trình mới, tất cả đều mới. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ok, thì qua vương quốc mới thì mình cũng sẽ làm những cái thao tác như bình thường. Đó là do thám hang làng phá xương thôi nha anh em. Ok, mình sẽ sử dụng cái mà bản đồ vương quốc này nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng bên vương quốc mới luôn. Đó, anh em thấy không? Khi mình bấm sử dụng một phát thì tất cả xương nó sẽ được phá ra. Mình sẽ tiết kiệm thời gian để phá mấy cái xương này nha anh em. Thật sự phá mấy cái xương này nó đúng mệt luôn. Thì khi anh em có cái bản đồ vương quốc này anh em sử dụng thì nó sẽ mở khóa cho anh em rất là nhiều. Nên mình khuyên anh em là ở cái vương quốc cũ thì anh em không được sử dụng, mà hãy để qua vương quốc mới anh em sử dụng là vậy đó anh em. Mình sẽ mở ra và tất cả cái xương nó đã bị phá hết, nó sẽ lộ ra cái hang và cái mấy cái làng của cái vương quốc mới này thôi anh em. Cái số xương này nọ còn thì mình bắt buộc mình phải cho lính đi phá thôi anh em. Ok, thì đây là một kết quả của cái ạc mà mình ủ đó, gần 10 ngày nha anh em. Thì chính xác đó là 9 ngày. Nói chung 9 ngày thì nó là khoảng thời gian thật thôi, chứ mà thực nghiệm mà cái ạc này để mình vào mình làm thì nó tầm cũng khoảng tầm cỡ 4-5 ngày thôi anh em. Tại vì mình tạo cái ạc này ra xong rồi cái mất mấy ngày mình không vô ạc luôn. Tại vì mình đi về quê mất, xong rồi mình mới lên mình làm clip cho anh em. Thì mới chợt nhớ ra là làm clip mà bỏ qua hết 3-4 ngày rồi. Thì cũng không sao, mình làm clip mà. Còn anh em ủ thì mình khuyên anh em là anh em ủ chỉ tầm cỡ 5 ngày là được rồi nha em. Anh em ủ tầm 5-6 ngày là ok rồi. Và anh em sẽ bay qua server mới thì anh em sẽ còn làm được cái event mà đua sức mạnh đó. Thật sự anh em nào mà muốn chơi thì anh em đua cái đó để anh em lấy cái nhà cũng ok. Còn mình thì mình không lấy nhà này nọ nên mình cũng không quan tâm, mình chỉ làm video hướng dẫn mà. Ở đây anh em cũng thấy nè, cái nhiệm vụ phụ của mình nè, anh em thấy red không? Còn rất là nhiều, còn tới 487 cái nhiệm vụ. Và cái red ở đây rất là nhiều luôn. Ở cái nhiệm vụ chính đó thì anh em nhận cũng được để anh em lấy game á, xong anh em lên cái anh em dùng anh em lên cái VIP 6 nè. Đó thì nó sẽ mở cho anh em được cái hàng chờ thứ hai, với lại nó tăng cho anh em 10% tốc độ xây dựng, ngon nha anh em. Nên lên nó sớm nha anh em. Vào một thêm một chút lực thì anh em lên được cái VIP 8 nè, thì anh em sẽ nhận thêm 10% tốc độ nghiên cứu á, thì nó cũng khá là ngon. Và anh em sẽ nhận thêm được một ngày một cái trọc tím. Thì anh em ủ bao nhiêu ngày thì anh em sẽ lãnh được bấy nhiêu trọc, cũng khá là ngon nha anh em. Thêm cái gì bạc nữa, qua server mới anh em mở ra nhiều khi anh em nhận được trọc tượng nó cũng ok. Tăng tốc này nọ nó cũng giúp anh em mạnh lên khá nhiều á. Còn anh em có điều kiện nữa thì anh em lên với 9 ngày được 2 trọc. Nói chung là ok nha anh em. Lực tới đâu mình chơi tới đó. Anh em cứ có lực thì anh em dồn vào VIP thôi. Cứ càng lên VIP càng cao thì anh em càng lợi thôi. Và một cái nữa đó là nếu mà anh em ủ và một số anh em nạp á, thì mình khuyên anh em nên nạp cái này nè. Cái gói đầu tiên là anh em mở ạc ủ ra đúng không, thì anh em quất luôn cái gói này nè. Cái gói cung cấp đá quý 30 ngày nè. Bình thường anh em mua nó sẽ khoảng 200 mấy á, nhưng mà nó khuyến mãi 50%, thì kia còn có 100 thôi, 110 ngàn gì đó. Anh em được game rồi này kia, anh em có thể đạt được mốc VIP 8 sớm á, thì nó cũng khá là ngon nha anh em. Cái hai nữa là còn một số anh em mà muốn mạnh mà chơi mà nạp mà để đua lấy nhà luôn á, anh em cứ quất cái gói thành phố hy vọng rồi nè,
với cái gói tượng nữ thần trí tuệ đó. Hai cái gói này là hai cái gói mà nó giúp anh em tăng bao nhanh nhất. Nó là nếu anh em xác định chơi thì anh em quất gói này với gói này, tượng nữ hoàng trí tuệ với cái gói thành phố hy vọng này đó, anh em cứ quất hai gói này thôi là anh em sẽ lên bao nhanh thôi. Anh em sẽ đạt được cái mốc bao là 1M5 bao á. Ở cái mốc 1M5 bao thì anh em sẽ lãnh được, anh em sẽ nhận được cái nhà ở cái server mới á. Thì về gói nạp thì anh em chỉ quan tâm hai cái gói đó. Nếu mà anh em ở server mới ủ ạt xác định chơi lại thì anh em cứ hai cái gói đó mà bổ thôi. Tùy theo lực coi anh em có tới đâu thì anh em bổ tới đó. Thì vừa rồi cũng là tất cả những cái chia sẻ mà mình muốn gửi tới những anh em chiêu mới, những anh em member muốn ủ ạt xác định chơi lại ở server mới ở cái năm 2022. Thì một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã quan tâm xem clip. Nếu anh em thấy clip hay thì cho mình xin một like và đừng ngần ngại bấm cho mình một cái đăng ký để ủng hộ kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở những clip sau. Bye bye. Tạm biệt anh em.